Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình quay lại bên Trà Vinh nè anh em. Đến chỗ của anh Hân. Anh Hân ngày hôm nay có giao lưu với anh em một cái cây mai khá là đẹp nha anh em. Chút xíu thì anh Hân sẽ báo giá chi tiết cho anh em để anh em tham khảo. Được giá thì anh em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Hân nha, qua số điện thoại để trong phần tiêu đề. Giá anh đưa ra cũng khá là ổn nha anh em, dễ chơi. Rồi mời tất cả anh em vô tham quan gốc của ngày hôm nay nha. Rồi anh Hân ơi, giới thiệu luôn cho anh em biết vị trí ở đây đâu luôn ha anh Hân. Anh chào anh em trên mạng. Đây là ấp Phước Cát, quá đúng vị trí cũ mình mấy cái trước vậy đó. Dạ. Cách thành phố Hồ Chí Minh 150 số nha. Rồi, ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em mấy gốc anh Hân? Có một gốc mai xù nè. Dạ. Rồi, để mình sẽ quay cho anh em tham khảo gốc mai của ngày hôm nay nha. Cái này nó lên khoảng nhiêu phần trăm rồi hả anh Hân? Cái này nếu mà tính cái đoạn từ mặt bầu lên đây là 1,5 m và nó dạ. Khoảng 60-70% rồi. 60-70% ha. Xù rất là nhiều, nó xù ra tới những cái chân cành, đầu cành luôn nè. Dạ. Chiều cao mình khoảng nhiêu anh Hân? Chiều cao này là 4 m. 4 m. 3,5 m. Còn cái mặt bông mình là sao anh Hân? Mặt bông nó là từ 7 cánh tới 9 cánh, 12 cánh. 9 cánh, 12 cánh ha. 12 cánh có mặt bông. Anh em nào thích xem mặt bông thì có thể qua Zalo hả anh Hân? Qua Zalo cũng được. Trước anh gửi qua cho em mà mình đại diện cũng được. Rồi. Quay cho anh em hết vòng cái này là nó lên lâu cho anh. Cái xù này hả em? Dạ. Cái xù này nó mới chảy được khoảng 1 năm nay à. Nó dạ. Nhanh tóc nằm để cây nó còn tới nha. Ồ cái này đó ao hả anh? Đó, cây xù rất là nhiều. Nhưng mà là mấy cái mảng này là mình kêu xù hả anh? Cái đó là kêu xù hả anh? Xù hả? Chảy hả anh? Chảy. Đây nè anh em, mấy cái mảng bự bự này nè anh em. Mấy cái cành nó đều nu nu hết trơn em. Cái này nó xù mảng hổ. Dạ. Cành nó bị nu hết nè. Bị nu hết anh? Nu sao anh? Nè, nu cục nè. Rồi nó ra cục vậy anh. Mấy được đầu cành là nó đều xù hết. Dạ. Trên cành đầu cành nó chút xíu em quay. Cái này cái này là như nó hết chỗ nó chảy phải không anh Hân? Bên đây là nó bít rồi em. Bít rồi ha. Thế này tính nhiêu giờ anh Hân, sao nó ra gì đâu mà. Này, anh cũng biết nhiêu giờ nữa thấy nó bít hết rồi này. Cái này cái trứng ha anh Hân. Cái trứng này nè, hôm bữa anh làm rễ nó rất là nhiều, nó ra là mấy cái đầu này nó trứng cục nhóc luôn như vậy nè. Là mấy chục cục á bị gì nó rễ cái này hồi xưa người ta trồng ở trong cái xô sách hồ á. Dạ. Rồi xong rồi cái xô sách hồ nó mới mục ra bởi nó bò ra vậy đó. Ồ. Quá trời luôn anh em, mấy cái này nó lên cục nguyên cái bệ nè. Cây này nhiêu năm rồi anh Hân? Cây này chủ nhà người ta chia sẻ là mới có 25 năm đó em. 25 năm hả? Nó phát như vậy á. Nhìn thấy nó cổ quá ha. Quá trời luôn anh em. Mấy cái đầu cành này là cái cây này tự nhiên nó có vậy luôn hả anh Hân? Nó có, nó sao nó lên là nó nu cục cục. Nu gì hết ha. Nu hết trơn. Cũng cả tới ngoài đọt đây luôn hết ta. Tới ngoài đọt luôn nè. Em ơi những đọt nào cũng có hết chứ không có nào riêng một nè. Cây này tê tái lắm anh em ơi. Từ qua tới đây luôn nè. Giá mềm không anh? Nói cho anh em rồi người ta còn coi video nữa anh. Cây này giá mình dễ chơi hả anh? Dễ chơi mà. Rồi. Rồi mình xuống ngay mình quay chi tiết lại cho anh em cái bộ đế nha. Đế vuông đều bốn mặt anh em ơi. Đế nó ra như hoa văn nha anh em. Lượng sống anh em ơi. Gọi là đế hoa văn. Thân hơi mớp nhẹ ha. Đây nó xù nó phù ra sao anh Hân? Nó phù á, nó xù nó phù ra. Rồi phía bên đây anh em ơi. Một cút lên. Cái này có con rồi hả anh Hân? Cái này chủ nhà người ta cũng chưa thợ lại con mà ông thợ này không con nó không đều gì hết trơn. Dạ này là hướng tàn thông hả anh Hân? Cái này hướng tàn thông á. Dạ. Theo như mình về mình nuôi cái tàn này thì nó lớn, còn nếu mà anh em mà muốn cho nó gọn đẹp thì mình cứ còn lại chút xíu nữa ha. Tắt nữa thì nó rất là đẹp. Là cái ý của mình. Dạ. Cây này thì theo mà quan điểm mình đến tận nơi mình xem như vậy nè anh em. Xem thực tế là mấy cây này nó xù khá là mạnh cây nha anh em. Những cái đẻ cái những cái mảng xù khá là lớn và mỗi cái mảng xù anh em thấy nó đỏ ao rồi anh em. Nó đang phát lên tới sinh đọt luôn á Phương. Nhìn cái cây này khá là đã nha. Cái mắt là đang chảy trên. Đây, quay cận cho anh em lên trên mấy cái điểm phía trên nè. Nó xù lên tới đọt luôn anh Hân ơi. Nó lên đọt luôn em. Đây. Rồi mấy cái nách nè anh em. Ra đầu cành là đều có xù hết. Ủa anh Hân, ủa sao em thấy cái chỗ nào mà nó cắt là nó phù lên hết ta? Đúng rồi, nó nằm như nó bị dòn nhựa đó. Dạ. Là nó phù hết rồi. Nó này tự nhiên hết anh Hân? Tự nhiên vậy đó, tự nhiên. Tự nhiên ha. Nó có tha keo, tha dĩa đây. Ngộ nha, cái cây này anh em nào mà thấy mấy cái điểm cắt nó phù quay nè. Nhìn cây đã hay chứ. Cái này là của nhà vườn người ta trồng, người ta chỉ biết tưới thôi chứ đâu có chăm sóc thuốc hay gì đó. Đâu anh để cái tay nhẹ thử anh Hân cho anh em ta hình dung được cái bộ đế coi sao anh Hân. Rồi mình vô mình đo thông số luôn cho anh em để anh em tham khảo luôn anh ơi. Cây này thì anh đo hai thông số đi ha. Dạ.
số cây này mắc rất là nâng cây nha anh em. Dạ. Đây, anh đo sát cổ rễ. Cổ rễ này, cổ rễ này cho anh em tham khảo trước ha. Đây. Động thước hay gì anh ơi? Rồi, tại vị trí số 1 sát cổ rễ nha anh em. Sát cổ rễ. Là nó là 67. 67. Rồi, đo cao anh em. Đây ha. Dạ. Đây là hoành chỉnh nè. Đó là 59 hoành. Rồi mình đo đại lên đây đi anh. Rồi. Đây nó cũng là 59. Rồi mình đo thoát thân luôn cho anh em xem. Ở trên chỗ này cho người ta tham khảo thêm một lần nữa nè. Rồi. Ở đây nó 49 nè. Eo nhỏ nhất nha anh em. Eo nhỏ nhất luôn, lên tới đỉnh, lên tới cái chân cành rồi đó. Rồi. Thoát thân luôn anh ơi. Thoát thân này nó là 63. 63. Rồi, nồi đế luôn anh Hân ơi. À, anh em. Nồi đế này thì cái hoành bầu nhiêu đế nhiêu rồi. Bầu nhiêu đế nhiêu. À, cái này nó là 95. 95. À, rồi. Tính bầu 95 á. Rồi. Cây này thì theo ý mình nha anh em. Anh em đem về anh em con nhẹ nhẹ cho chút xíu. Thì cái những cái điểm mà mình cắt cành á thì nó ra nó phù ra anh em. Nó lành nó bung xù. Là 300 mấy nha. Nó bung xù quay anh em. Nhìn cái cây khá là đã nè, đây, đây 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 có sẵn luôn nè anh em. Mấy cái điểm mà anh em thấy là cắt cho nó bung cây này nè anh em. Nhựa giống như nó dồn lại đây. Cái này là mình nói với anh em là không có dùng keo dùng gì phải không anh Thân? Đây 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 đây. Đây nè anh em, mình quay cận cho anh em xem nha. Những cái điểm mà anh em thấy là nó cắt nè, nó bắt đầu nó bung lên cái kiểu này nè anh em. Thì mình nghĩ là cái cây này anh em càng con vô ngắn nữa thì nó càng bung cái kiểu này, cái cây mình nó còn đẹp nữa nha anh em. Những cái cành em nhìn kỹ nè, nó nu lên hết rồi. Tự nhiên nó nổi nu một cục 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 cây nè. Và cành nào cũng có. Mà mình bảo đảm với anh em là khi mà anh em đem cái cây này về anh em con dưỡng thời gian thì cây mình nó lên tiền nha anh em. Cây này tương lai anh em ơi. Cây này nuôi là nuôi tương lai nhiều ạ. Đây. Rồi mình cho anh em một cái giá dễ chơi cho nó ok dịp đầu năm mình khai trương anh Thân. Mới lên cái cây này là cây đầu tiên. Dạ. Thì anh cũng bán cái giá lấy lọc đầu năm để cho anh em hữu nghị chơi. À, tính cho anh em là 130 triệu. 130 triệu. Bao ship 200 km. 200 km. Và theo bản thân mình thì anh em bỏ ra 130 triệu anh em đem cây mai này về thì quá là xứng đáng anh em ơi. Thì khi cái cây mà mình đem về mình chơi mình phải dưỡng lên tiền anh em ơi. Cái này là nó có lên trứng á. Em có quay từng cảnh cái dạ. Cái trứng. Thứ nhất mình đem về mình chơi để mình thỏa lòng đam mê. Thứ hai là trong cái thời gian mình chơi thì cái cây mình nó còn lên tiền đó nha anh em. Riêng thì mình nhìn cái cây này mình cảm thấy là giá nó quá hợp lại cho anh em để anh em đem về anh em chơi nha. Rồi không có gì hơn thì tạm thời kết thúc video tại đây. Chúc tất cả anh em thì có cái buổi chiều là vui vẻ hạnh phúc cho người thân. Và mong là anh em có thể giao lưu thành công gốc mai này với anh Thân. Rồi cuối video mình nói gì khán giả luôn anh Thân ơi. Đầu năm anh cũng chúc anh em chúc nhạc. Rồi ai yêu ấy thì ủng hộ anh Thân, giá cả hợp lý thì ủng hộ anh Thân nha.